Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 30 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị giao ban trực tuyến quý 1 Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà cơ sở cách ly tập trung số 1 Trường quân sự tỉnh. Ghi nhận tinh thần người chiến sĩ cho khu cách ly số 1 Trường quân sự tỉnh. Mỗi bữa ăn của người dân mà cảm thấy bà con ăn ngon là cái niềm vui của anh em tôi. Nhiều gia đình tổ chức việc hiếu hỉ gọn nhẹ để phòng chống dịch Covid-19. Hưng Yên sẵn sàng cho công tác tổng điều tra doanh nghiệp năm 2020. Cảnh báo tình trạng mất trộm xe máy tại xã Đảo Dương, huyện Ân Thi. Quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý 1 năm 2020. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và tham luận ở điểm cầu các tỉnh, thành phố và một số bộ ngành, phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị đảm bảo từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu khác trên cả nước đều không quá 20 đại biểu tham dự, đảm bảo khoảng cách ngồi trên 2 mét với tinh thần chống dịch ở mức cao nhất. Ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc cần phấn đấu ở mức cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ kép về chính trị xã hội cũng như về chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng. Đồng chí yêu cầu qua đây cũng là dịp để từng bộ ngành địa phương cả nước thay đổi công tác quản lý, điều hành thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoàn thành các mục tiêu năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020. Trước mắt, trong quý 2, tiếp tục tập trung hoàn thành các công việc quan trọng, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, làm tốt công tác nhân sự đại hội, chống chạy chức, chạy quyền, xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh, tổ chức thăm tặng quà động viên lực lượng phục vụ và công dân đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung số 1 Trường quân sự tỉnh. Tới thăm và tặng quà có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ở giai đoạn 1 của dịch COVID-19, cơ sở cách ly tập trung số 1, Trường quân sự tỉnh đã tiếp nhận cách ly 349 công dân từ Hàn Quốc về. Trong giai đoạn 2 này, đơn vị đã tiếp nhận 358 công dân thuộc 27 tỉnh, thành phố trở về từ 19 quốc gia, lãnh thổ. Phân loại sức khỏe, cơ sở đã chuyển 44 công dân đến cách ly tại các cơ sở y tế tuyến trên. Cơ sở đã điều động 80 cán bộ chiến sĩ, nhân viên, y bác sĩ làm nhiệm vụ cách ly tập trung. Mọi công tác từ chăm sóc sức khỏe cho các công dân, phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng hộ, đảm bảo an ninh trật tự đều được thực hiện tốt. Hiện tại qua giám sát theo dõi, tình trạng sức khỏe các công dân đều bình thường, không có biểu hiện nghi nhiễm dịch. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, công tác giám sát, kiểm tra, đảm bảo hiệu quả việc cách ly, phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: tinh thần của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc, mà đất nước ở bất kỳ tình huống nào có nguy cơ, có giặc giã thì lực lượng quân đội bao giờ cũng là lực lượng nòng cốt, lực chủ lực để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Chúng tôi cũng mong rằng cán bộ chiến sĩ, các đồng chí lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của Trường quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Chúng ta triển khai đồng bộ, quyết liệt các cái giải pháp, các cái nhiệm vụ theo chỉ đạo cùng với cả hệ thống chính trị của cả nước, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID trong thời gian ngắn nhất. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tặng quà các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ
và công dân tại cơ sở cách ly tập trung số 1 Trường Quân sự tỉnh. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng của y tế cơ sở cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Tại tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì điểm cầu của tỉnh và 10 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, Bộ Y tế đã hướng dẫn y tế cơ sở các nội dung giám sát và phòng chống COVID-19, hướng dẫn sàng lọc, phân luồng, cách ly, chẩn đoán, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn dịch bệnh COVID-19, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng dịch. Lực lượng y tế cơ sở cần thành lập tổ với sự phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát, lập danh sách các trường hợp theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện bệnh nền đi kèm là giám sát thường xuyên các trường hợp để phát hiện khi có dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Trong công tác cách ly tập trung và cách ly tại nhà, y tế cơ sở cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh những việc cần làm ngay trong thời gian này đó là nhanh chóng rà soát các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở xã thôn cần rà soát bệnh nhân có địa chỉ tại Hưng Yên đã đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3, qua đó thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, cách ly y tế, không để dịch bệnh lan nhanh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã rà soát được trên 1.400 trường hợp đã khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối với các bệnh nhân từ Bạch Mai chuyển về tỉnh điều trị, cần được cách ly ngay tại viện và lấy mẫu xét nghiệm. Với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thì cần phải lập danh sách để cách ly theo dõi tại nhà. Những người đi phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai có tiếp xúc với nhân viên y tế thì phải tiến hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Những người có tiếp xúc với những trường hợp này cũng phải lập danh sách theo dõi, cách ly tại nhà. Đồng thời, các bệnh viện trung tâm y tế cần quan tâm sát sao việc thực hiện, việc phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, chuẩn bị cơ số thuốc men để sẵn sàng cứu chữa khi có bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian thực hiện cách ly tại trung tâm cách ly số 1 của tỉnh, trường quân sự tỉnh tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, những công dân trở về từ vùng dịch đã luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ chiến sĩ và trong trận chiến không tiếng súng này thì tình quân dân bản chất anh bộ đội Cụ Hồ lại được phát huy. Đó cũng chính là động lực để cùng nhau chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh. Đã hơn một tháng nay, kể từ đợt cách ly thứ nhất đến nay, ngày nào cũng vậy, từ đầu giờ sáng đến cuối giờ chiều, thậm chí là cả đêm, Trung úy bác sĩ Lê Duy Vinh lại khoác trên mình bộ quần áo đặc chủng để cùng với các đồng đội đến từng phòng thăm khám, kiểm tra diễn biến sức khỏe của từng người. Dù đây là công việc khó khăn, vất vả, thậm chí là nguy hiểm, nhưng anh cùng các đồng đội xác định rõ đây là nhiệm vụ của người lính mà đã được giao là phải chiến thắng. Động viên vợ, rồi là ở nhà chăm lo con cái cùng gia đình để mình an tâm công tác. Buổi tối khi việc xong thì qua điện thoại gọi để nói chuyện tâm sự với con cùng gia đình. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, trong suốt hai đợt cách ly, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, hết mình với công việc được giao. Từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đón nhận công dân về, bố trí chỗ nghỉ, tập luyện thể thao đến việc cài đặt mạng Internet. Liên tục thay đổi, cải tiến chế biến món ăn làm sao để hợp khẩu vị với cả người dân. Mỗi bữa ăn của người dân mà cảm thấy bà con ăn ngon là cái niềm vui của anh em tôi. Sự nhiệt tình trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ đã mang đến cho trên 300 công dân trở về từ vùng dịch châu Âu cách ly tại đây có một cuộc sống thoải mái, vui vẻ và đủ đầy. Những lo lắng về khu cách ly đã không còn, mà thay vào đó là sự tin tưởng yên tâm, gần gũi thân thiện. Vào phòng khu cách ly thì cũng nhìn thấy là trong phòng của mình có từ những cái nhỏ nhất. Công tác chăm sóc thì phải nói là tuyệt vời, và khi mà vào khu cách ly thì cực kỳ là yên tâm. Cháu được chiều như là cậu ấm cô chiêu luôn ấy. Ăn ngủ rất là đúng giờ, đặc biệt là bữa cơm rất là đầy đủ. Mọi người ai cũng nghĩ là đợt này sẽ kiểu béo lên ý. Mấy ngày đầu thì cũng rất là lo, rồi dần dần thì bọn cháu được nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ các cô chú bác sĩ và cả các chú bộ đội ở đây nữa. Cháu rất cảm ơn các cô chú đã rất là quan tâm và chăm sóc chúng cháu ạ. Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc đợt cách ly lần thứ hai.
hiện toàn bộ trên 300 công dân trở về từ vùng có dịch châu Âu và Mỹ. Cách ly tại đây đều có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Kết quả này sẽ là động lực quan trọng tiếp sức cho những người lính trong trận chiến không tiếng súng nhưng đầy gian nan này. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã tổ chức việc hiếu hỉ gọn nhẹ để phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, trong các cuộc họp của Ban Chỉ ủy Chi bộ thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, bên cạnh việc triển khai những công việc của địa phương thì có một nội dung quan trọng luôn được quyết liệt bàn bạc triển khai, đó là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Đối với đám hiếu, đám hỉ thì chúng tôi đã chỉ đạo, tức là coi như là làm cái công tác không tập trung đông người. Và đối với đám hỉ thì coi như là nếu có điều gia đình mà có điều kiện hoãn lại được, lui lại thì là cái tốt. Nếu điều kiện không cho phép thì gia đình tổ chức chỉ làm trong nội bộ trong gia đình, không được mở rộng. Mà trong khi đó các hộ dân ở khu vực đồng chí đảng viên nào phụ trách, đấy, có những cái đám hiếu, đám hỉ phải báo cho ban chỉ biết để ban chỉ cùng phối kết hợp để đến động viên gia đình để làm tốt cái công tác phòng tránh dịch bệnh. Là một đảng viên của chi bộ thôn Cao Xá, ông Lê Hữu Tân đã gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh quy định của nhà nước và địa phương. Mặc dù đã lên kế hoạch từ hơn một năm trước và chuẩn bị đầy đủ cho hôn lễ của con gái, nhưng vừa qua, gia đình ông Tân đã chủ động tổ chức hôn lễ với quy mô trong nội bộ gia đình. Rất nhiều người trách. Thực ra bởi mình thì cũng quan hệ rộng, vừa là bạn hàng, bạn đồng môn, đồng niên, đồng ngũ, rồi chiến hữu làm ăn nhiều năm. Bởi vì do điều kiện đặc biệt không cách nào được. Thực ra giờ phút này thì tôi cảm thấy gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc bởi vì là các cháu nó cũng tổ chức xong và gia đình cũng như vậy phấn khởi là không có vấn đề gì. Còn đối với việc tang, lâu nay theo phong tục tập quán, nhiều địa phương để thi hài người quá cố 2 đến 3 ngày và tang gia thường làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền đầy đủ và ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên hầu hết các gia đình đều tổ chức tang lễ nhanh gọn, hạn chế người vào viếng, không tổ chức mời cỗ và không để thi hài người chết trong nhà quá 36 tiếng. Để tránh cái dịch bệnh nó lây truyền cho cộng đồng thì gia đình chúng tôi chỉ tổ chức gọi là trong họ phúng viếng ở nơi xa là cũng không điện cho về cho đặng và thì người ta chỉ gửi điện chia buồn thôi. Khi gia đình có công việc thì chúng tôi đã chuẩn bị cái thứ nhất là dùng một vòi nước sạch để rửa tay trước khi vào thăm viếng, cái thứ hai là nước sát khuẩn và cái thứ ba là dùng khẩu trang. Thứ tư là chúng tôi nhờ nhân viên của Ban Phòng chống dịch COVID thị trấn phun khử khuẩn trong phạm vi khu vực của đám tang. Trong thời điểm này, ý thức chủ động thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng chính là hành động đẹp của người dân, thể hiện sự chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thôn Lai Tràng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi có khoảng gần 60 hộ làm nghề khuân vác, bán hàng tại các chợ đầu mối nông sản tại Hà Nội. Trong đó chủ yếu là chợ Long Biên. Tuy nhiên hiện nay 100% các hộ đều đã tạm dừng công việc để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Trước đây với khẩu hiệu Linh Nông Không Ly Hương, nhiều người dân tại thôn La Tràng vẫn có 3 chuyến xe bắt đầu từ 4 rưỡi chiều đi lên Hà Nội và sáng sớm ngày hôm sau lại theo xe trở về nhà. Công việc khuân vác, bán hàng tại các chợ đầu mối trên Hà Nội là nguồn thu nhập chính của gần 60 hộ dân. Tuy nhiên do tâm lý lo sợ bị lây nhiễm COVID-19 nên tất cả các lao động đều tạm thời nghỉ việc. Một số chủ xe ô tô dịch vụ trong xã cho biết, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, số lượng người hợp đồng xe lên Hà Nội làm bắt đầu ít dần và cách đây gần một tuần thì các nhà xe đều tạm dừng hoạt động vì không có hành khách. Mặc dù thiệt hại về kinh tế, tuy nhiên người dân thôn La Tràng sớm nhận thức được ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó nâng cao ý thức phòng tránh. Thực hiện chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, trong đó việc hạn chế phương tiện vận tải hành khách đi các thành phố lớn. Nhìn chung, các tuyến vận tải khách, xe buýt, taxi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản thực hiện nghiêm. Theo thông báo của Bộ Giao thông, từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, tạm dừng hoạt động xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi. Các địa phương theo yêu cầu chỉ được vận chuyển 2 chuyến một ngày đối với các tuyến dưới 100 km, đảm bảo số hành khách trên một chuyến không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Qua đó, các bến xe, nhà xe trên địa bàn tỉnh như bến xe khách Hưng Yên, bến xe Triều Dương, bến xe La Tiến
và các công ty vận tải khách theo tuyến như Thành Công, Phương Hoa, Hoàng Vinh đã dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2020. Các hãng taxi Mai Linh, Phú Hiến cũng đã thực hiện cơ bản theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Theo kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ tiến hành thu thập thông tin doanh nghiệp của năm trên phạm vi cả nước. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị mọi mặt cho công tác điều tra đã được các cơ quan đơn vị của tỉnh Hưng Yên tích cực triển khai để đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt nhất. Theo đó, Hưng Yên điều tra thu thập thông tin trên 6.300 doanh nghiệp. Đến thời điểm này, công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, người cung cấp thông tin của doanh nghiệp đã được các đơn vị triển khai. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh cũng tiến hành phối hợp chặt chẽ với ngành và địa phương liên quan để rà soát thống nhất về quy mô, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp. Điều tra doanh nghiệp năm nay triển khai bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, doanh nghiệp được cung cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin và phiếu điện tử trực tuyến trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê. Kết quả của điều tra được dùng để biên soạn ấn phẩm sách trắng doanh nghiệp năm 2021 và sách trắng hợp tác xã năm 2021 phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển doanh nghiệp phục vụ cho các nhà đầu tư và cho chính bản thân cộng đồng doanh nghiệp. Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ trong cái thời đại công nghiệp 4.0. Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin của các doanh nghiệp là từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Theo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh, đến nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nợ trên 1.182 tỷ đồng thuế các loại. Trong đó, số nợ khó có khả năng thu là 657 tỷ đồng, tập trung vào các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Quang Minh nợ 276 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Vôi Bình Minh nợ 127 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Vôi Hưng Yên nợ 20 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Dũng nợ 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã có gần 100 doanh nghiệp có số nợ trên 1 tỷ đồng, có khả năng thu với số nợ 525 tỷ đồng. Đối với các trường hợp các doanh nghiệp nợ thuế có khả năng nộp thuế, thì ngành thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định. Thế ngoài cái việc là thông báo cho các đơn vị về cái số tiền thuế nợ, đôn đốc các đơn vị nộp thuế hàng tháng, thì ngành thuế còn công khai những cái trường hợp nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và đồng thời, đối với những khoản nợ từ dưới 90 ngày, thì ngành thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc hàng ngày đối với các trường hợp này. Đối với khoản nợ từ trên 90 ngày đến 120 ngày thì ngành thuế sẽ áp dụng cái biện pháp là cưỡng chế đối với lại tài khoản. Đối với khoản nợ mà trên 120 ngày đơn vị vẫn chưa nộp vào ngân sách nhà nước thì ngành thuế là thực hiện các biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng. Xác định việc đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 và bảo đảm công bằng xã hội, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế có khả năng thu mới phát sinh tăng cao. Trong những tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế phân công giao nhiệm vụ thu nợ đến từng cán bộ công chức quản lý để thu ngay tiền thuế nợ mới phát sinh vào ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục thu nợ cũ để giảm số tiền thuế nợ đọng. Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ xử lý quyết liệt đối với các đơn vị nợ đọng lớn, nợ đọng kéo dài, thông qua việc tăng cường thanh tra kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đọng, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi dự án đối với những đơn vị nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài. Trong thời gian qua, huyện Phù Cừ có thêm nhiều hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và hoạt động hiệu quả. Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến xã Phan Sò Nam được thành lập tháng 5 năm 2018 với 25 thành viên, song song với việc phối kết hợp với ngành chuyên môn, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con chăm sóc cây vải trứng theo quy trình Việt Gáp, hợp tác xã đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ khi vào hợp tác xã rồi thì cái giá thành của sản phẩm của cái chất lượng vải trứng này thì cao hơn so với các năm trước và cao hơn từ trước nay. Và đồng thời cái tiêu thụ thì cũng có
sức mạnh nhiều hơn. Nhờ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất theo hình thức tập thể, hợp tác xã, đến nay huyện Phù Cừ đã có 17 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, sản xuất và kinh doanh rau củ quả, trồng dưa trong nhà lưới, trồng cây ăn quả, chăn nuôi thủy sản. Trong đó, có 8 hợp tác xã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong năm 2019, đã có 2 sản phẩm là dưa vàng, dưa lưới và cam đường canh của các hợp tác xã được tỉnh chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong năm 2020, huyện tiếp tục đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP cho 3 sản phẩm là vải lai, nhãn và cá thương phẩm. Trước đây thì chúng tôi cũng chăn nuôi, nhưng mà chăn nuôi theo cái kiểu mô hình cũ nhỏ lẻ ngày xưa là không theo như cái thời bây giờ là không hợp. Thế thì cũng được bên chi cục thủy sản người ta quan tâm, giúp đỡ là từ những cái téc nước các thứ. Thế thì mạnh dạn thì năm nay mới thành lập cái hợp tác xã này. Thế mới đưa những cái hiện đại nhất và những cái giống tốt nhất để về phục vụ cho bà con. Việc có thêm nhiều hợp tác xã nông nghiệp được hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả sẽ góp phần giúp huyện Phù Cừ phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy sự chuyển biến kinh tế tại địa phương. Toàn tỉnh có trên 207.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, giảm gần 7.000 người so với cuối năm 2019. Nguyên nhân chính là do tác động của dịch COVID-19, một số doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị chậm, chưa bố trí được việc làm cho người lao động. Một số người lao động còn e ngại về sức khỏe do sợ lây lan của dịch không đi làm hoặc chuyển việc. Ước tính 3 tháng đầu năm nay, số thu của Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt trên 900 tỷ đồng, giảm 7,5%. Số nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên trên 550 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã đề cập đến việc trong vòng 5 ngày tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã xảy ra 2 vụ mất trộm 3 chiếc xe máy. Còn tại xã Đào Dương thì chỉ trong một đêm có 3 xe máy của các hộ dân bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Cụ thể vào ngày 22 tháng 3, gia đình anh Chu Văn Đồng ở thôn Nhuệ Giang bị kẻ gian phá khóa cổng, lấy đi chiếc xe máy rim trị giá gần 20 triệu đồng. Cùng khoảng thời gian từ 1 đến hơn 2 giờ sáng hôm đó, gia đình ông Nguyễn Văn Đá ở thôn Phần Dương bị kẻ gian đột nhập vào khu vực để xe của gia đình, lấy đi một chiếc xe máy Emblem và một chiếc Dream với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Trước tình hình trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong tự bảo vệ tài sản, chủ động trang bị khóa cửa chắc chắn, cũng như hệ thống camera an ninh và cẩn trọng kiểm tra các cửa, cổng trước khi ra khỏi nhà hoặc lúc đi ngủ. Vâng, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì chỉ trong vòng một tuần cuối tháng 3, trên địa bàn huyện Ân Thi đã xảy ra 4 vụ trộm tài sản, mất 6 chiếc xe máy trị giá hơn 100 triệu đồng ở 2 xã khá gần nhau với thủ đoạn tương tự. Được biết, ngay sau khi mất tài sản thì các hộ dân trên đã trình báo công an xã và đến nay thì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.